anh chị những cái dòng xe Honda phổ thông. Và sau đây xin giới thiệu với các anh chị chi tiết cho em một xe đầu tiên em muốn giới thiệu với các anh chị, đó là xe Honda Super Cup 8150 8150 màu xanh. Đi bẩn á thì mình để cái bẩn vô đi nha các bạn. Nếu không bẩn đó thì mình cứ để về đi thì nó mát máy nó khỏe. À, xe nó liền lạc. Xe nó liền lạc. 81 50. Máy móc cực kỳ êm, cực kỳ anh Dũng và cực kỳ lợi xăng luôn. À, gặp dạo này là xăng nó lên đó các bạn, gấp nè, tem gấp, tem lốc, tem lốc. Rồi nào, đó tem lốc, tem gấp còn nguyên. Ba tầng pin em, nói chung là xe còn liên lạc, xe còn rất là liên lạc yên. Em biển này mang biển số 51FB2759. Cái yên yên là các bạn thấy đẹp không, yên giống như 86 luôn. Rất kỹ còn liên lạc yên cung, máy móc cực kỳ em luôn. Và với chiếc xe Honda Super Cup 8150 này thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu nha các bạn. 8 triệu. 8 triệu. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda Super Cup 8770 đã lên phục hơi luôn. Rồi xe này thì hình thức bên ngoài nó cũng xấu hơn nhưng mà nó cũng còn tem mà gấp nè các bạn, tem gấp nè đó, nhưng mà vấn đề nhìn nó mới xấu, người ta chở hàng nè các bạn đó, người ta chở hàng nên nó xấu. Em này mang biển số là 53F14229 và với chiếc 8770 này máy móc cực kỳ êm, có đề nè các bạn, bật tắt lên đề cái là nổ liền rồi. Máy rất là êm luôn. Super Cup 8770 này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 6.500.000. 6.500.000 nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa em xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda Super Rim. Đó, đây là chiếc xe Honda Super Rim màu nho. Cũng còn sạch sẽ nhưng mà nó dơ các bạn. Để là không có chùi rửa gì hết, không rửa luôn. Để nguyên xe luôn. Nhưng mà chỉ có mới gắn dán lại cái tem tem lửa thôi, dán lại cái tem lửa, xe super nhưng mà dán tem lửa. Xe này em nó mang biển số 53F3 1525, và với chiếc xe Honda Super Rim này thì mong muốn bán với giá là 11.500.000. Xe là giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha các bạn. Cảm ơn. Máy móc thì rất là êm. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị những xe quay Repson. Đó, quay Repson này cũng có khá là nhiều anh chị nói lấy nhưng vẫn thấy không qua lấy, ai cũng cứ nói lấy nhưng không thấy qua lấy, thì em vẫn quay lại để giới thiệu với các bạn các anh chị để biết là còn nha. Rồi em cảm ơn. Và cái xe này thì tôi với các bạn các anh chị là cái xe còn khá là liền lạc và đẹp, máy móc thì nổ rất là êm. Xe này có biển số là 52X4 3700. Và với chiếc xe Honda Way Repson này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá tiền là 10.500.000. 10.500.000 cho chiếc xe Honda Way Repson này các bạn. Rồi, và kế nữa là giới thiệu với các anh chị chiếc xe Honda Way. Quái gì? Quái là ở chỗ nào các bạn? Quái là cái chỗ gắn tùm lum hết. Em vô em tháo bớt ra rồi. Tháo bớt ra nhìn cho nó đỡ vậy các bạn ơi. Đó. Mấy cái cùi đĩa, mấy cái ống đĩa gì tháo bớt ra cho nó gọn gàng. Đó. Và với chiếc xe Honda Way này là cũng là quay phép xanh gì ha, không phải cái này là cái tem thôi nha các bạn, đây là quay A gì đó, lốc đen, lốc đen. Và với chiếc xe quay này thì mình không muốn bán với giá là 8.500.000 cho chiếc xe Honda
cam quay. Rồi, cảm ơn. Một ghế nữa là em xin giới thiệu với các bạn cái gì một chiếc xe Honda Future. Future này là Future màu xanh ngọc. Đó, chiếc xe Honda Future màu xanh ngọc này cũng còn khá là liền làng. Future này đi rất là bền nha các bạn, đi xa rất là bền và đi nó rất là ổn định. Cái xe Honda Future này đi rất là đầm. Em này mang biển số là 59F1 57751 và với chiếc xe Honda Future này thì mình mong muốn bán với giá là 15 triệu. 15 triệu nha các bạn, giấy tờ hiện chỉnh đầy đủ. Thế nữa là một chiếc xe Honda Way rất là đẹp luôn, Honda Way Alpha màu đen bánh bọc đen luôn, đen bóng. Quay này là quay lốc đen đó các bạn, Honda quay lốc đen, máy móc thì cực kỳ êm. Đó, xe thì khá là liền nè, mua về là cứ đi cày liền luôn, không sửa chữa cứ cái gì hết. Em này có biển số của em đó là 56789 nhưng mà em chưa có xét lại. 56789 đó là chưa xếp lại, còn xếp lại thì nó mới được. Và với cái chiếc xe này thì em mong muốn bán với giá là 9.300.000. Rồi, cảm ơn. Thế nữa là như này biết là trách nhiệm với chiếc xe Honda AB. Honda AB thường mà lên Honda AB Thái. Honda AB thường lên Honda AB Thái. Tuyệt đẹp luôn. Đó. Xe này thì có cái hệ thống phun xăng điện tử FP, lên khi mà lên thì nó đi chen nhau nha các bạn. AB 2010. Đó, phun xăng điện tử FP lên Honda AB Thái màu đen bóng. Em này mang biển số 55X71630 và với chiếc xe Honda AB này thì mình mong muốn bán với giá là 19 triệu. 19 triệu nha các bạn. 19 triệu. Honda AB. AB thường lên AB Thái em đi. Rồi là thế nữa là xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda AB. Đó, chiếc xe này là khi mà lên là AB này nè các bạn, là AB 2010 này nè. Lên AB Thái. Đó. Cái chiếc xe này là AB thường nè, đó chiếc AB Thái hồi nãy là lên